Giờ là lúc nhìn lại. Xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha. Em mời cưới mấy đứa bạn đại học chưa? Em mời hết rồi. À, con An em chưa mời. Để em gọi nó. Ủa, sắp đám cưới mày hả? Yên tâm đi, để tao đặt ống heo, tao mua quà cho mày cho. Em mời hết mấy người mà em quen rồi đó. Đám cưới của mình nó sẽ làm thật hoành tráng luôn. Dù nhà nói chuyện. Mời nhỏ ngồi. Móc điện thoại rồi quay lại. Anh ngoại tình. Anh nói bậy bạ vậy. Lấy ví dụ nếu như anh ngoại tình thì chị sẽ như thế nào? Không biết. Vậy thì đến ngay công ty đánh ghen thuê của chúng tôi. Đầu năm 2024 chúng tôi thành lập với sứ mệnh đánh ghen các tiểu tam trà xanh con giáp thứ 13 chất lượng. Hết hồn. Mẹ em tưởng anh ngoại tình thiệt luôn á. Em đang tính hủy hôn rồi đó. Đâu có đâu. Dạ, em chào anh ạ. Em là bên nhà nghỉ Hạnh Phúc. Chúc mừng anh là một trong năm thành viên thân thiết với bên em trong năm 2023 này. Anh nói vậy, tôi có đi nhà nghỉ chỗ đó đâu. Dạ, chắc anh đi nhiều nhà nghỉ quá nên anh quên á. Nhưng không sao, hôm nay em sẽ tặng anh voucher upsize phòng và nâng cấp gói phòng tình yêu miễn phí. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Cái này là sao? Anh ngoại tình cấm sao tôi hả? Đâu có đâu, nó lộn hay gì á, đâu có đâu. Lộn gì mà lộn, anh nghĩ tôi khờ hả? Dẹp đi, không có khớ xin nhá đó. Alo, em... có đám gì đó, tao hủy hôn rồi. Gì vậy trời? Thôi mẹ. Happy New Year. Ủa, cậu là ai vậy? Hôm nay em tới đây để chúc mừng năm mới và tặng quà tri ân khách hàng thân thiết trong năm ạ. Dạ, công ty em á tặng lịch với cái phong bì 5 triệu cho anh ạ. Cái gì? 5 triệu? Ông là anh chồng tôi chưa giờ đưa tôi 5 triệu luôn á. Ủa mà anh ở bên công ty nào vậy anh? Dạ em là quản lý của massage Diễm My nè anh. Rồi mấy em đào bên đó khen anh là khách VIP số 1 nên là em sẽ tri ân anh kỹ à. Cái gì? Mới xa hả? À, dạ vâng. Là anh chỉ cầm đi được đó nhà. Cái này là chỉ bằng số lẻ. Anh lân chi cho mấy em đào ở bển thôi à. Em nghe anh giải thích đi. Anh chỉ massage thư giãn chứ không có làm gì bậy bạ đâu. Dạ chị anh nói đúng á chị. Rồi chưa. À anh mở lượt dây coi đi rồi đánh giá ở tiệm em 5 sao nha. Rồi em đã toàn một tình chụp những cái thật là kỹ đẹp nhất của anh bên đó chả. Ôi trời ơi. Dạ, chúc anh chị năm mới vui vẻ. À quên, mấy bé gửi lời cảm ơn anh. Nhờ anh á mà mấy bé được tặng quà tri ân từ mấy nhà nghỉ lân cận. Em cảm ơn anh. Tụi mày tới đây làm gì cái vậy? À dạ, chị vừa mới trải qua dịch vụ miễn phí mới của bên em ạ. À. Tụi em vừa mới làm cho chị trải nghiệm cảm giác bị cắm sừng đó ạ. À. Tụi em đã chụp ảnh từ camera và nỗ lực chỉnh sửa ghép ảnh anh vào lịch. Tất cả các tình huống trên được tiến hành nhờ đạo diễn A Hổ, biên kịch A Hổ, diễn viên đàn em A Hổ cùng vợ chồng anh chị. Nếu sau này mà chị gặp phải những trường hợp tương tự thì hãy liên hệ công ty đánh ghen tụi em nha. Anh có sao vậy? Anh có sao không? Hay dạ, em gửi tặng chút băng keo để chuộc lỗi. Alo? Cái gì? Mày cưới lại hả? Dẹp luôn đi. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha.